à giang sư hẳn tua rồi hôm nay cha đi nào phải nào này thế nào chưa chi được à hay u thay tỷ đi u u lại nào à anh đi sau ô thôi à đây là những cái măng mà đã được luộc xong rồi anh em nhé. Đây đã luộc xong bỏ vào hai cái thau này rồi. Còn bên này thì ông bác thì ông đang còn bóc măng. Xin chào anh em và tất cả mọi người lại quay trở lại với kênh của Lê Nam Review nhé. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại làng thôn quê hẻo lánh ở trên núi. Thì ở đây thì cũng như tập vừa rồi thì hôm nay mình anh em mình cũng lên đây và một số người dân Đài Loan ở tại thành phố Đài Bắc thì lên rừng để lấy măng và mang về lấy măng luộc và mang về ăn. Thì hôm nay mình sẽ quay và review lại để anh em và mọi người có thể vào xem và khám phá chuyến trải nghiệm hôm nay của anh em mình nhé. Hôm nay thì mình lên rừng rất là sớm. Sáng thì 6 giờ đã dậy để đi rồi. Ở phía sau này thì cũng có một bác ở Su Lín Đài Bắc cũng về đây để lấy măng đấy. Đây xe hiện tại bây giờ đang chạy ra tới sau này luôn. Đấy. Vừa lấy măng vừa câu cá anh em. Ông có khả năng câu cá nữa đấy hả? Ông nay cứ hay về đây câu cá đấy. Bây giờ nước cũng khá là to, mấy ngày trời mưa nước cũng có dâng lên một chút nên khả năng cá là cũng có nhiều đấy. Đi téo gì à? Ông cục cả ta chưa lý dụ ta thẻo nó bên đấy. Thì ông đang câu cá anh em nhé. Bảo là mình nói nhỏ một chút. Wow. Cá vừa quật ở phía ngoài kia anh em. Thì bây giờ mình sẽ đi lên phía trên này để lấy măng đã. Rồi lát quay trở lại xem ông bác ông câu được con cá to nào không. Ra phía sau đi. Hả? Chỗ này thì nhường cho mấy ông kia lấy. Mình thanh niên trẻ khỏe thì mình ra sau thôi. Hôm nay trời sáng nay trời nắng rất là đẹp anh em ạ. Ở đây mấy ngày hôm nay cũng có trời mưa nên là bây giờ măng ra cũng rất là nhiều. Đấy. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ đi vào theo tiến độ khó đi. Tiến độ khó đi lắm, rầm lắm. Thì bây giờ mình sẽ chui vào phía bên trong rừng tre ở phía trên này để tiếp tục là một cái chuyến hành trình bẻ măng về luộc, mang về thành phố lần thứ hai nhé. Ở khắp khu vực này là xung quanh đều là khu vực lăng mộ của người dân Đài Loan anh em ạ. Ở khu vực này thì chắc là mấy ngày hôm nay có mưa to anh em ạ. Mình thấy ở đây có nước ở phía trên xuống nó sói. Thì mấy ngày hôm nay mưa rất là to đấy. Thì hy vọng là ở phía bên trong có mưa thì những cái cây măng nó sẽ lên
nhiều và những cái cây măng nó sẽ bẩm hơn để mình lấy. Đây, trước giữa đường đi này có một cái cây măng nhỏ này. À. Bây giờ là mình sẽ bẻ từng nào rồi mình bóc từng đó anh em. Đây, măng đây anh em này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi lên lên trên này một chút rồi mình bẻ. Sau một tuần mà chưa về thì anh em cũng đã biết là bây giờ những cái cây măng nó lên cao, bên kia nó lên cao vút anh em ạ. Nó lên cao vút và nó già đấy rồi. Thì bây giờ mình chỉ lấy được cái đoạn đọt thôi. Và lần này thì mình bẻ măng ấy, thì mình bẻ sau đó là mình sẽ bóc ra luôn. Nó sẽ mang về nó sẽ nhẹ hơn. Còn mà bẻ xong bắt đầu bỏ vào bao và vác về thì nó rất là nặng. Nên là mình quyết định là bóc trực tiếp luôn. Bóc trực tiếp ở trên... trên rừng luôn. Đấy. Đó, trên đó nhiều đó. Đều có mấy mầm cũng khá là cao rồi hai. Wow. Phía trên kia rất là nhiều anh em ạ. Ê. Nhưng mà nó lên cao vút rồi. Mình tìm khắp cả một cái cánh rừng này đều là những cái cây măng nó lên... nó lên cao quá rồi. Nó lên cao trên 2 mét thì mình không bẻ được nữa. Bởi vì phía trên đọt nó già đấy. Không có ai xuống đâu ạ. Hả? Cao quá thôi đừng lấy. Mầm nào to thì lấy thôi. Hôm nay trời nắng khá là to hả? Lát nữa mình em khả năng chuyển ra phía đông ngoài bể xem có không? Xuống bóc đã chuyển ra phía đông ngoài đấy. Bên này thì tất cả măng đều cao rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bóc hết một ít măng rồi mình sẽ chuyển ra phía đông ngoài để mình lại tiếp tục. Đây. Lúc này bóc cả một đống được bỏ vào trong bao anh em. Bỏ vào trong bao thì được chừng này.
Đấy, gần một bao này. 20 cân, 25 cân cả. Bỏ nhẹ nhàng cho không nó gãy. Đúng. Có một cái. Giờ là đi ra khỏi cánh rừng. Đi ra khỏi cánh rừng hoang vu. Ở phía trong này thì mát anh em ạ. Còn đi ra lát nương ra ngoài kia không biết có nắng hay không. Trong này thì đều là cái cây tre nó nhiều lắm, nó rậm rạp. Thì nó che hết thì thành là mình có bóng mát. Bây giờ mình sẽ đem xuống trước đã. Rồi lát nữa này quay trở lên này làm thêm một bao khác nữa. Lần này thì mình lại chơi bóc luôn chứ không phải là bẻ rồi mang xuống dưới kia bóc. Ơi. Bóc đây cả đã. Bẻ bóc thêm một bao nữa đi. Rồi đem xuống. Ê. Măng này mình bóc ở phía trên này ấy, thì lát nữa mình mang xuống sẽ được nhiều hơn. Mình mang xuống được nhiều hơn và nó nhẹ hơn. Đây, rất là ngon anh em. Đây, những cái măng rất là ngon. Măng này thì có một cái đặc điểm là vỏ của nó rất là mềm anh em ạ. Mình chỉ bẻ vào cái phần đọt thôi. Ở cái phần đọt này đây. Đây, cái phần đọt này. Mình bẻ đi một chút, bẻ nhỏ như thế này. Rồi bẻ ngược trở lại. Đấy, là nó gãy ra như thế này là mình sẽ cuốn tròn lại là nó sẽ bóc ra được. Đấy. Rất là dễ. Rất là dễ bóc luôn. Mình chỉ bẻ những cái phần lấy những cái phần non thôi, còn những cái phần già đi thì mình sẽ vứt trở lại. Lát nữa mang sẽ đỡ nặng hơn. Đây, mình vừa bóc được một ít măng đây rồi. Tái hồi chưa? Tái hồi chưa? Khơi tái hồi chưa? Hoa băng măng. Đi nè, nó có sổ chi á, mấy quán. Mấy quán chứ mấy? Hoa băng măng. Khơi mà. Khơi. Phang xe kéo. Sao không? Mấy quán chứ, mấy quán chứ. Khơi. Thì mình lên đây thì mình giúp ông bác 80 tuổi. Đấy không ạ? Ông ấy lên lấy cái loài măng to này anh em này. Măng to này. Đây, cái loài măng to này. Đấy. Ở cái cánh rừng phía bên kia anh em. Đấy. Còn hiện tại bây giờ thì ông ấy là đang còn bẻ măng ở phía trên ấy. Đấy. Bẻ măng phía trên rất là nhiều. Khu vực này thì có rất là nhiều cả cái loài măng to. Chỗ này rất to hả? À, hiểu rồi, 我们拿很多了.
我知道，有没有很多？那边有没有很多？啊，有。我这边很多呢。嗯，现在都有竹笋了。它全部都出来了。嗯。全部收起来。嗯。再过几天就没了。嗯。嘿。就上面还很多呢。啊，还很多，对。嗯。 Hiện tại bây giờ là thời gian chuẩn bị múc măng ra. Bởi vì cái măng này lúc mà chưa luộc màu luộc thì nó sẽ có màu xanh và màu trắng. Nhưng mà khi mà luộc lên rồi thì chín rồi thì nó sẽ ra một cái vàng, màu vàng rất là đẹp. Mùi rất là thơm anh em. Xin chào nào chú lại. Hào lơ xuống trụ. Bộ trụ hào lơ. Chết. ไฟได้หมอหมอว่าเห็นเสียงไม่ตรงสีอ่ะไฟได้สมมติไฟได้ก็ช่วยเสร็จนิดนิดไฟได้สมมติบางทีบางทีเราก็ด่าก็ตรงยิงได้ว่ามีมาสีอยู่หมดเลยหมดเลยทุกเช้าก็ส่งให้ชัดเลยอืมเรื่องเช่นหรอกอย่างอ๋อเช่นหรอกอ่ะหมอว่า Mang rất là nhiều, một cái nồi này phải 20-25 cân đấy. Hiện tại bây giờ thì vẫn đang còn luộc măng. Ở đây có 1 này, 2, 3 này. Số số ớ lắm á. Hiểu tiền hả? Mày hiểu tiền. Rồi bên này thì măng hiện tại bây giờ đang luộc. Đang khăn tao mà. Hả? Khăn tao à? À khăn tao, khăn tao. Khăn tao. Khăn tao. Khăn phế chi à? Hả? Khăn phế chi yên hả? Tuy ơi. Hiện tại bây giờ thì tất cả những cái măng này hiện tại bây giờ đang còn nấu anh em. Hiện tại lúc nãy thì đã nấu được một nồi rồi, nấu được 1-2 nồi bỏ ở đây rồi này. Bên này có một chậu, rồi bên này cũng một chậu nữa rồi, 2 chậu rồi. Còn bên trong này thì hiện tại bây giờ đang nấu. Đây, mình lược ra cho anh em xem này. Wow, khói ung lên rất là thơm. Cái nồi này thì một lần nấu sẽ được 20 cân măng hoặc là hơn. Bỏ đấy thì được 25 cân. Khói ung lên anh em, bởi vì là không có điện anh em, không có điện nên là cũng phải không có đèn nên là hơi tối một tí. Ở đây có cái măng to này, cái măng to này thì lát nữa thì ông bác ông sẽ chẻ đôi ra để luộc. Đấy. Măng này thì nó ăn cũng tương tự với những cái măng này, nhưng mà theo mình nghĩ là cái măng này nó sẽ ngon hơn, măng này nó sẽ ngon hơn. Cái măng này thì trước kia ông bà của ông bác Đài Loan còn sống ở đây thì ông ấy trồng, thì ông bà của ông ấy đã trồng ở phía trên núi, thì ở phía sau rừng ấy, thì lúc nãy chỉ mót được mấy cái này thôi. Ông bác 80 tuổi lên trên kia mót xuống được một tí chừng này, thì lúc nãy thì mình đã lên giúp ông ấy để mang cái măng này về đấy.
chuyện gì không, nói chuyện không.